Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Thưa quý vị, đến với Góc Khuất Hôn Nhân thì chúng ta thường xuyên được lắng nghe những câu chuyện tình yêu, những cung bậc cảm xúc đối với những cặp đôi họ lấy nhau khi tuổi đời còn rất trẻ, họ chưa có những cái kinh nghiệm bước vào một đời sống hôn nhân thì họ có gặp những khó khăn gì hay không. Chúng ta sẽ chờ đón xem câu chuyện của hai nhân vật chính ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì Tường xin mời hai vị khách mời cùng đồng hành với Cát Tường trong chương trình. Xin giới thiệu diễn viên Diệp Bảo Ngọc và chuyên gia tâm lý Hữu Long. Chào em gái xinh đẹp, lâu lắm hai chị em mới gặp nhau. Không biết là hiện tại công việc sự nghiệp của Ngọc đang phát triển như thế nào? Hiện tại thì em đang kinh doanh về mỹ phẩm và spa. Cũng khá là bận cho nên là cũng ít khi nào quay lại phim trường, cho nên ngày hôm nay được quay trở lại đây thì Ngọc cảm thấy rất là mong chờ và giống như là cái máu nghề nó lại nổi lên đó chị Tường. Đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân chắc là Bảo Ngọc sẽ có nhiều điều chia sẻ lắm đây. Còn anh trai, anh thì khỏi nói rồi, anh chuyên gia tâm lý mà. Rồi thấy mặc áo hồng cùng tông là biết rồi đó. À, cùng tông với chương trình luôn hả? Là thích đến với chương trình này. À, vậy thì hả? Thì mỗi lần đến thì có nhiều cái đó là để chia sẻ với tất cả mọi người và đặc biệt cũng lắng nghe được nhiều cái vấn đề hay, nhất là từ cô MC. Thôi anh em mình cứ khen qua khen lại hoài. Và bây giờ chúng ta sẽ về vị trí của mình nhé, để chào đón hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Kết hôn ở độ tuổi rất là sớm, mình cảm thấy mình khá bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Rất nhiều bất đồng quan điểm xảy ra giữa hai vợ chồng. Mình rất là khó chịu ở chồng với tính trẻ con. Nhiều khi những lý do rất là nhỏ có thể khiến gây ra tranh cãi giữa hai vợ chồng. Tôi biết vợ tôi đã hy sinh cho gia đình của mình rất là nhiều. Cô ấy là một người yêu nghệ thuật, kết hôn sớm. Cô ấy đã chấp nhận lùi về sau để dành thời gian cho gia đình. Nhưng ở cô ấy có một điều khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Đó cũng là nguyên nhân gây ra không ít cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng. Chào Thu Sương, chào Phương Đông. Hai em lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Dạ, hai em lấy nhau được 3 năm rồi chị. Năm nay bao nhiêu tuổi Đông? Dạ, năm nay em 27. 27? Dạ. 27 mà chị nhìn mặt em cỡ 22 thôi đó. Quá trẻ luôn. À, vậy còn em? Dạ, em 24. Là bên 27, bên 24, trên nhau 3 tuổi. Nhưng mà hai em quen nhau bao nhiêu lâu thì bắt đầu mới quyết định lấy nhau? Dạ, hai em quen nhau được 1 năm rồi quyết định lấy nhau. Hai bạn đã có bé nào chưa? Dạ, tụi em có nhau một bé rồi chị. À, và hiện tại là bao nhiêu tuổi? Dạ là 1 tuổi rưỡi. Lấy nhau 3 năm, bé 1 tuổi rưỡi ha. Bé trai hay bé gái cưng? Dạ, bé gái. Hiện tại là Đông đang làm công việc gì? Dạ, em đang là diễn viên tự do chị. À, rồi còn Sương, Sương làm công việc gì em? Dạ, em làm mẫu ảnh, mẫu make up rồi này nọ. Mình đang sống ở đâu? À, sống chung hay sống riêng với gia đình? Hay là... Dạ, hai chồng em ở riêng à. Vậy lúc mà đi làm thì con ai giữ? Nếu mà hai bạn cùng đi làm? Cả hai bên nội và bên ngoại giữ. Ủa, bên ngoại và nội đều ở đây luôn? Dạ, đúng rồi. Sao hai đứa mà ở một trong hai nhà cho nó tiện? Đều làm nghề tự do hết thì thời gian đâu kiểm soát được đúng không? Dạ, tại vì tụi em muốn có một cái không gian riêng. Với lại tụi em muốn tự lập. À, một đôi vợ chồng trẻ muốn tự lập, có một thiên thần nhỏ rồi mà công việc thì cũng đang ổn định, vợ cha mẹ nội ngoại hai bên đang ủng hộ chăm sóc phụ, vậy thì có khúc mắc gì? Em có biết được cái sở thích của vợ em là gì không? Dạ biết. Cái gì? Lương của em. Bây giờ hỏi ngược lại nè, vợ em có biết vợ em ghét cái gì không? Vợ em ghét em không đưa lương cho vợ em. Thế còn người Sương, chồng em thích nhất cái gì? Chồng em thích đi làm đưa tiền cho em. Thôi cái này chắc chị Nghi em nói với chồng em không chồng có thích quá. Rồi đó. À, ông chồng có vẻ rất hiểu vợ. Nhưng mà để coi coi còn gút mắt gì đây. Đến đây là phải chia sẻ thẳng thắn, thành thật tất cả những cái nỗi niềm của mình, những cái gì mình đang còn bức xúc với người bạn đời của mình, để chúng ta có thể giải tỏa hết. Sau chương trình này ra về là phải vui vẻ. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Dạ sẵn sàng. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu để theo dõi tình huống đầu tiên của ngày hôm nay. Dạ ơi. Ủa? Làm mới về. Trời ơi, ngoan quá hả? Làm mới về thông báo vậy hả? Hả? Lâu lâu được ngày. Vô nấu cơm đi, giờ chồng đi đá banh chút xíu, chồng về ăn cơm nha. Ủa, đi đá banh nữa hả? Đá banh. Thôi ở nhà đi, ở nhà. Gì vậy? Bữa nay ở nhà bữa. Thôi đi đá banh đi. Thôi đá banh cái gì, đá banh sao ngộ quá.
đá banh không biết có cái gì mà nó ham, mình thấy ai cũng nhào đi đá banh, có gì đâu vui. Em thấy chạy, em... chạy mười mấy người chạy theo đá banh vậy thôi đó. Phải, tại vì sao vợ không thích đá banh, vợ nói vậy thôi. Anh có tinh thần thể thao là em hoan nghênh cho đi đá banh nha. Không, ở nhà đi. Không đi đá banh. Không, nói rồi ở nhà mà, bữa nay là ở nhà chứ chơi với vợ với con bữa đi. Anh thấy không, một tuần 7 ngày anh đi đá banh hết 6 ngày, còn có một ngày ở nhà với vợ với con mà anh không giành được nữa hả anh? Ôi em kỳ quá à. Anh mới kỳ á. Con năn nỉ mà cho anh đi đá banh đi. Nói không là không. Năn nỉ mà. Đừng có cho gì mà chơi năn nỉ, kỳ quá à. Em nói cho anh phải nghe. Bây giờ nè anh nghĩ lại coi cái thời gian mà anh dành cho vợ cho con có không? Không, đi làm về xách anh ơi, anh về xong anh vô anh thay đồ đi đá banh nha. Rồi xách đi, nói chuyến trước chuyến sau vòng qua đi mất tiêu. Đi đá banh đi. Thôi ở nhà đi. Năn nỉ đá banh đi. Ôi sao anh riết anh giống nít quá à. Ôi kỳ quá à. Anh thấy kỳ, anh thấy cười quá. Em nói bữa nay ở nhà ăn cơm với vợ với con một bữa ha, rồi bữa sau đi đá banh. Nào bây giờ một tuần đi đá banh 5 ngày, 2 ngày ở nhà với vợ con. Vậy nha. Ôi kỳ quá à. Ôi. Bây giờ ở nhà ăn cơm xong rồi cái chạy ở bên anh hai đó, chở cái xe tập đi về cho con. Con anh hai nó biết đi rồi, thành ra cái xe đó nó không có dùng nữa, mình đem về cho con nha. Mấy anh vô thay đồ đi chút xíu rồi em vô em hâm cơm lại, được cơm canh em cũng làm sẵn hết rồi. Ủa em nói anh có nghe gì không, anh không trả lời trả vốn gì vậy? Giận á, đừng nói chuyện với tôi lúc này. Anh vô duyên quá, đừng có đụng tôi. Anh mắc cười quá, anh đừng không có mắc cười gì. Tôi giận, tôi giận dai lắm. Mà em làm gì đâu anh giận, anh giận gì cho đi anh. Anh vô lý lắm. Anh thấy em có nói sai không? Mà anh thể thao. Thì thể thao thì em cho anh thể thao, nhưng mà anh phải biết dành thời gian cho vợ cho con. Con cái này là 7 ngày, anh đi hết 7 ngày. Anh về cái ăn cơm xong rồi cái dọn dẹp đây cái con vô ngủ mất tiêu rồi. Anh có ở bên con được ngày nào không? Có giờ nào không? Ngoài cho anh đi đá banh chứ. Ở nhà chơi vợ con, ngày mai đi đá banh. Có thiệt không? Có thiệt không? Thiệt ngày mai cho đi đá banh nha. Thì em nói thiệt mà. Thiệt không? Hết giận liền, chạy qua lấy xe liền. Nha chị nha. Lấy xe cho con liền. Trời đất ơi. Tương xem tiểu phẩm vừa rồi em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy giống em. Nhân vật nam có giống chồng em không? Dạ giống y chang. À y chang vậy luôn. Thế bình thường ở ngoài đời là chồng em cũng nhõng nhẽo, cũng thích đi đá banh vậy hả? Dạ. Một tuần anh đi đá mấy ngày? Dạ 7 ngày. À cũng 7 ngày luôn. Rồi em không cho đi thì anh cũng giận vậy luôn? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn á? Dạ. Có khi nào em thấy mệt mỏi vì điều đó không? Dạ có, nhiều khi em mệt mỏi em bỏ đi về nhà mẹ cũng có luôn. Rồi lúc đó ảnh phản ứng như thế nào? Dạ cũng giận em luôn. Rồi thường vậy là ai làm lành? Dạ anh. Nhưng mà phải 3-4 ngày sau. Lợi dụng làm bộ giận 3-4 ngày để được tự do. Dạ đúng rồi. À biết vậy luôn. Em cố tình giận hay sao? Dạ đúng rồi. Hả? Đúng luôn vậy hả? Không biện minh gì hết trơn vậy trời. Rồi lúc mà vợ đi về nhà mẹ mấy ngày đó em giận vợ thì em làm gì? Em đi đá banh. Đá banh thì một ngày đá có một chút xíu thôi chứ ngày đá mấy tiếng? Dạ thường thường em đá từ 6:30 đá tới 8 giờ, 8 mấy mới về. Vậy còn nguyên ngày em làm gì lúc vợ giận? Dạ em ở nhà em cầm thoại đợi vợ nhắn tin em. À có nghĩa là cái tôi vẫn rất là cao. Sao em không nhắn cho vợ em trước mà em phải đợi vợ ra nhắn? Tại em mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Hồi đó em với vợ em là ai cua ai, ai thả thính với ai trước? Em cua vợ em trước. Em gặp cổ lần đầu tiên ở đâu? Dạ em gặp ở phim trường. Rồi em cua bằng cách nào? Em rủ đi uống trà sữa. Sao lúc đó không mắc cỡ? Dạ có, em lấy can đảm dữ lắm em mới dám rủ. À vậy hả? Dạ. Rồi rủ cổ đi liền hả? Dạ. Vậy là tại em rồi, trong tình yêu với em với chồng em là em chủ động đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi ảnh mới lấy em về thì cái tánh anh có con nít vậy không? Có nhõng nhẽo vậy không? Dạ không. Chứ lúc đó anh sao? Đàn ông lắm chị. Ở nhà vợ phụ vợ, từ cái gì cũng phụ, từ trên đến dưới. Không cho vợ giặt đồ, không cho làm gì ở nhà. Từ khi nào thì anh ấy có biểu hiện mà ít đàn ông như em nói? Dạ, khoảng một năm nay. Em có tìm hiểu lý do không? Dạ, nó anh lớn tuổi rồi, chơi cho hết. Chừng nào ảnh già, anh không chơi nữa. Rồi đó. Chơi gì em, muốn chơi gì em? Dạ, đá banh chị. Ừ, đá banh, ngoài cái đá banh em còn chơi gì khác? Em núp lùm dưới cái chữ đá banh không? Dạ không, hầu như không đá banh em ở nhà không à. Phải vậy không em? Dạ đúng rồi. Anh không nhậu, không biết hút thuốc, không có gì. Chỉ có đá banh. Thì bây giờ vậy thôi, cho anh đi ngày 2-3 tiếng đá banh đi cũng khỏe mà. Đá banh riết mà người ấm nhóm nhách luôn kìa, thấy không? Dạ không có, là giống như là em cũng cho. Nhưng mà em cần ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà. Đúng. Phụ vợ, phụ con. Còn không chở con đi chơi. Mà hình như là
thứ bảy chủ nhật, ảnh nói thứ bảy chủ nhật người ta nghĩ là người ta đá banh nhiều hơn nên để cho anh đi. Rồi những cái lúc cao điểm là hai bạn có cãi nhau lớn tiếng với nhau không? Dạ có, mà chỉ có em lớn tiếng à, anh im re à. Thì sao em lớn tiếng em nói cho đã đi thì mắc gì phải bỏ về nhà ngoại? Dạ em nói không ai trả lời em tức em đi. Có khi nào bạn cảm thấy là khó chịu với cái tính trẻ con của chồng không? Dạ có, ngày nào cũng khó chịu. Bạn có cảm thấy buồn khi mà bạn không có dựa dẫm vào một cái người chồng mà cái tính trẻ con như vậy? Nhiều khi cũng thấy buồn, tại vì thấy nhiều khi cuối tuần chồng con người ta ở nhà đi chơi, mình cứ ôm con ở nhà, cái bắt đầu mình đâm ra mình buồn. Mà em thì buồn, cái bắt đầu em thích chửi. Hả? Tại sao em không bồng con ra sân bên cổ vũ ảnh? Dạ con em nó con gái mà nó cũng tính đàn ông lắm, nó thích đá banh thì nó chui ra sân, mà em sợ giặt banh văng trúng mặt nó cho nên em phải để nó ở nhà. Rồi một câu hỏi nữa nè, ngoài cái lúc anh đi coi đá banh là ở nhà không đúng không? Dạ. Ở nhà lúc đó bây giờ anh có còn làm tròn trách nhiệm của người đàn ông như trước đây nữa không? Dạ có, cũng có phụ vợ này nọ, nhưng mà thời gian anh rảnh thì nhiều giờ anh phải xin thêm, nhiều khi buổi trưa anh cũng đi đá banh. Sao xin hoài vậy? Tao cho buổi chiều rồi xin thêm buổi trưa nữa. Dạ tại bạn rủ. Tại bạn rủ. Rồi bây giờ bạn rủ đi buổi sáng đi luôn hả? Không, nếu mà có việc làm em không đi. Trừ thời gian có việc làm là mình đi làm thôi, còn thời gian trống còn lại là bạn rủ đi lúc nào là em xin lúc đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, chị Tường với Ngọc có thấy không, cái cách mà các bạn kể chuyện mà giận nhau hoặc là không hài lòng nhau á, thấy vẻ mặt nó khác với những cặp đôi khác lắm luôn á. Nó giống như kể giận nó sung sướng vậy á. Tính em thì thích chửi, chửi xong rồi em cũng mau hết giận lắm. Bây giờ em định là chấp nhận như vậy luôn hay là em muốn anh ấy thay đổi? Nhiều khi em cũng khuyên mong anh thay đổi, tại vì mình cũng lớn rồi, với lại con nó càng ngày càng lớn á, nó cần mình ở bên cạnh nó nhiều hơn, mà cứ có một mình em suốt rồi em cảm thấy em buồn nhiều hơn. Sao em không kêu anh ra ngồi nói chuyện đàng hoàng và có một cái biện pháp mạnh, vạch một kế hoạch thay đổi cụ thể chứ? Có, em kêu nhiều lần lắm rồi. Em kêu em nói Ngọt cũng có, rồi em quạo em chửi xong em bỏ em đi cũng có, không làm được gì chứ. Cho Ngọc hỏi là bạn đi đá banh như vậy thì có tốn kém chi phí kinh tế gì không? Dạ có chị. Vậy thì bạn vợ có cảm thấy buồn phiền hay là cảm thấy bực bội khi mà chồng mình đi đá banh rồi làm mình tốn kém chi phí trong gia đình? Dạ có, cũng nhiều khi bực bội lắm, nhiều khi em cũng có đem tiền đi giấu luôn. Mà xin hoài không cho thì không được, tại vì bạn của chồng em toàn người lớn không à. Với lại không cho thì người ta nói ảnh này nọ nên thôi cho đi. Mà đi đá banh là mình tốn tiền gì vậy em? Dạ tốn tiền sân đó chị. À, nhiều không? Một buổi đá banh em tốn bao nhiêu tiền? Dạ khoảng 50 ngàn. Ngoài cái tiền thuê sân còn tốn tiền gì nữa không? Dạ có tốn tiền thêm khoảng tiền nước đó chị. Là bao nhiêu một ngày em đi ra khỏi nhà đá banh về là em tốn khoảng bao nhiêu, bình quân là khoảng bao nhiêu? Khoảng 60 ngàn. 60 ngàn, một tháng là hết 1.800.000. Em làm lương một tháng được bao nhiêu? Dạ khoảng 6 triệu. 6 triệu mà hết 1.800.000 đá banh. Rồi em ăn ngày cơm 3 bữa tiền đâu? Mà chưa kể có lúc rồi tiền thuê nhà đâu lần. Rồi tiền vợ con, rồi hai chồng sống bằng cách nào cho đủ? Dạ còn tiền vợ em làm nữa. Vợ em làm một tháng được nhiêu tiền? Em lương thì tháng không có cố định, tại vì em đi theo xô thôi, nào nhiều thì tháng đó em nhiều. Rủi như tháng đó vợ em ế xô rồi có 6 triệu bạc, em đã banh hết 1.800.000 rồi, lấy gì em nuôi vợ con? Ba cái miệng ăn trong nhà, em có nghĩ tới chuyện đó chưa? Đó, hàng ngày nghe có 50-60 ngàn rẻ rề mà vợ cằn nhằn hoài bực mình. Em làm một bài toán đi, em ngồi lại hai vợ chồng. Tại vì em nữa cũng là do em nuông chiều chồng em ngay từ đầu là em sai, đúng không? Và em cứ chửi rủa hoài em cũng sai, nghe riết nó bị nhảm. Em ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, lấy giấy viết ra ngồi ghi cái kế hoạch chi tiêu. Trước khi mà hai em cưới nhau á thì hai em có làm những cái bài toán về hôn nhân không? Hoặc là có được ai đó trong người thân gia đình mình á hướng dẫn cái chuyện là các bạn phải chuẩn bị tâm thế nào cho cái cuộc hôn nhân của mình không? Các em có biết được điều này không? Dạ có. Ai là người chỉ cho em biết những điều này? Dạ mẹ. À mẹ chỉ. Bên em thì sao? Dạ mẹ chỉ. Mẹ chỉ. Rồi em có nhớ những lời mẹ mình dặn mình là khi mà cưới nhau thì phải như thế nào, sống nổi vợ con, rồi chi tiêu thế nào? Có nhớ không? Dạ có. Bây giờ có làm theo được vậy không? Dạ không. Dạ không. Em có yêu vợ em không? Dạ có. Em thương con em không? Dạ có. Em muốn vợ con em sống đầy đủ sung sướng hơn không? Dạ muốn chị. Vậy thì em phải tập trung vô để phát triển sự nghiệp. Thể thao tốt cho sức khỏe là đúng. Ngày 1 tiếng, 2 tiếng không có gì quá đáng. Tuy nhiên ngoài việc đó ra mình phải tập trung lo cho vợ con. Tìm cách, mình còn trẻ mà, phải chạy đầu này đầu kia kiếm thêm công việc để mà tạo thêm cái thu nhập cho gia đình. Bây giờ mà thêm đá banh buổi trưa nữa, rồi đá banh mai mốt buổi sáng nữa là thua rồi.
rồi với lại cũng phải dành cái thứ bảy chủ nhật, cái ngày cuối tuần gia đình sum họp, người ta gọi thứ bảy máu chảy về tim mà. Hôm thứ bảy mà còn đi lông bóng ngoài đường thì vợ con ở đâu? Phải suy nghĩ lại, phải sắp xếp lại. Vợ em sai ở cái chỗ là đã nuông chiều và không sắp xếp cái này lại ngay từ đầu. Không, cũng tại vì hai bạn còn trẻ quá. Còn trẻ quá nhưng bây giờ phải ngồi bình tĩnh lập kế hoạch đi. Trẻ trẻ mà có con rồi, con mình lớn rồi đâu có trẻ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện sau khi theo dõi tiếp tình huống thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Tại sao em lại như vậy? Tại sao? Ê, anh! Tại sao? Trời đất ơi, trời ơi là trời. Đi thì thôi, về tới nhà là bị nổi điên. Nổi điên ngán từ hồi sáng tới bây giờ. Khi mà em bước chân ra, em nói anh ở nhà nhớ dọn dẹp con, nó chơi nó bừa, bộn nó dục lên đây rồi. Em đi cho đã, xong em vòng về nguyên một ngày rồi, cũng y nguyên như cũ, không hề dọn, y như là cái nhà là không có người vậy. Anh sao vậy? Hả? Phải anh bừng một xíu một chuyện làm sao? Công chuyện nghe? Mà công chuyện gì? Ngồi đây đọc thư tình hay làm cái gì? Đọc cái gì ở đây? Anh yêu dấu. Mới đây mà đã 2 tháng mình không gặp nhau. Không thư tình như cái này là cái gì? Hả? 2 tháng mình không gặp nhau gì nè. Cái này kịch bản mà phim mà. Kịch bản mà nó viết vậy mà kịch bản nó vậy mà kịch bản. Ủa kịch bản không được quyền nói câu đó hả? Không phải là không được. Mà không được ấy đâu kịch bản đâu. Có chữ trên góc. Anh mới nhận để đóng phim. Ừ, này tôi sai. Nè, nè, này ông sai nè. Đó. Nè, đó. Nè, quần quần áo áo nè. Vô cái nhà tôi thiệt, tôi sợ thiệt luôn á nha. Bực bội. Thôi mà. Đi làm mà đã mệt mỏi rồi về nhà. Thôi, bớt giận đi. Bớt giận đi nè. Tôi không có giận, mà tôi bị điên á, hiểu không? Ăn miếng dưa hấu bớt giận. Dẹp đi. Không ăn uống gì ở đây nữa. Đó, cái điện thoại đó ha. Đem ra chơi xong rồi cũng hả, để đây nè. Đó. Cái nhà này biết chắc tôi đem tôi dục hết luôn, khỏi có cái gì mà để xài nữa. Tại vì biết sao không, chồng đang coi kịch bản chút xíu. Tôi kịch bản thì lúc nào coi không được, dọn dẹp sạch sẽ đi, mình nằm mình đọc kịch bản. Mình cũng thấy nó nhẹ nhàng trong người, mình cũng thấy nó thanh thản, mình dễ chịu hơn. Cái nhà như vậy mà vẫn nằm được hay thiệt luôn đó, mà đóng cưng kia đó. Anh sao vậy? Em sao vậy đó? Anh á, không phải em. Em làm gì giống quýnh lộn vậy trời? Tôi không có quýnh lộn, tôi không có hăng đến mức độ vậy đâu. Không mà em thấy em ngộ không? Thí dụ giờ nè, em về nhà em thấy thí dụ như nhà cửa bừa bộn, em nói anh em có thể góp ý nhẹ nhàng với anh. Cái này bao nhiêu lần rồi chứ không phải một lần, góp ý nhẹ nhàng. Anh là đâu phải họ hứa đâu mà giống con ma nhà họ hứa. Để đi chút xíu anh làm. Để đi anh làm mà. Ừ chút xíu em vòng ra vòng vô anh xong liền, xong không? Một ngày rồi đó xong không? Nóng thiệt á. Tôi không có nóng tính đâu. Em ơi em nhớ nè, thí dụ vợ chồng cái chuyện mà thí dụ như em không hài lòng anh cái gì á, thì em nói với anh nhỏ nhẹ, em góp ý anh nghe, anh đồng ý cái này là anh sai. Nhưng mà em nạt nộ, em la lối anh như vậy. Anh là chồng em, em là vợ anh đúng không? Anh cưới em về làm vợ, chứ anh đâu có đưa má về dạy anh làm việc. Cái gì? Ở ngoài đường người ta nói chuyện ngọt ngào như thế nào, về nhà gặp vợ nói cái chuyện. Cái tính tôi như vậy đó, tôi sẵn sàng ồn ào vậy á. Ồ bây giờ chê rồi chứ gì. Tôi không có là mà gọi là thảo mai, không có bình bông nảy chuối vậy anh. Trời ơi khỏe không anh, nhưng mà trong lòng không có gì hết. Tôi không có cái kiểu như vậy. Bây giờ chê rồi, ủa biết cái tính tôi vậy sao lấy tôi về làm chi là giờ nói má má này má kia. Tại xui thôi. Vậy xui, vậy xui. Không. Yêu mà. Đừng có cái kiểu thái độ đó với tôi nha, chưa tôi nói trước à. Sống với tôi là phải gọn gàng ngăn nắp, và tôi nói là phải nghe. Em ơi anh nói thiệt cho em á, bây giờ anh yêu cầu em nói chuyện với anh nhỏ nhẹ. Đằng này vừa mới hỏi câu, vừa mới thấy chồng mình làm câu là ông làm như chó sủa vậy. Thì y vậy luôn á. Sao la lối hoài vậy? Chứ bây giờ nè, thử hỏi đi làm mệt đi, rồi về nhà thấy cái nhà như vậy đó rồi bị điên không? Tôi đâu có khùng đâu mà tôi la làng, tôi làm cho nó mệt hơi tôi. Thôi, anh không nói nữa, bây giờ anh góp ý chân thành với em mà em cứ vậy thôi. Góp ý chân thành vậy? Anh đi vô không nói chuyện với em nữa, không cãi lộn. Chuyện nghe nè. Nhức đầu lắm. À, cái tư phẩm vừa rồi nó có giống như là trong đời sống của gia đình em không Đông? Dạ giống. Theo trong mắt em là vợ em là dữ hả? Dạ đúng rồi. Không dữ? Dạ. Hồi mới quen cô có dữ vậy không hay là sau này cô mới dữ? Dạ hồi đó mới quen không có hung dữ. Sau này lấy nhau về bắt đầu tự nhiên nâu lòi ra tính. Thì bạn có nghĩ là có khi nào lấy nhau về vì một cái lý do nào đó tính của vợ bạn mới thay đổi không? Có, em nghĩ là chắc tại vợ em căng thẳng do công việc với lại gia đình nên mới bị stress mới vậy. Bạn nghĩ là vợ bạn căng thẳng, bị stress do công việc. Nhưng mà có khi nào bạn nghĩ là một phần là lớn là do mình không?
Dạ chắc có, do cái tính nít của em. Hồi nãy là em có nói là em thích bóng đá đó, đúng dạ. không? Vậy thì hồi nãy chị Tường có nói rồi là một ngày thì giỏi lắm, em đá bên ngoài khoảng 3-4 tiếng là giỏi lắm rồi. Vậy thời gian còn lại ở nhà thì em có dọn dẹp này kia cho giúp cho vợ không? Dạ có. À, vẫn làm bình thường? Dạ vâng. Vậy nếu em làm bình thường thì cô ấy sao là tự nhiên hung dữ được? Tại vì là thường thường ở nhà là nếu mà em ở nhà vợ em đi làm á thì con em á thì sẽ không có đem gửi qua ngoại hoặc nội, em sẽ giữ. Mà con em thì cái tuổi của nó rất là quấy, nó hay bài bừa này nọ, mình dẹp lên thì nó lại bài xuống thôi. Thì nhiều khi vô tình cái ngay khúc cứ... nó bài là vợ về đúng không? Dạ đúng rồi. Bị quan đúng không? Dạ. Em là em làm cái gì là phải cho xong, chứ em không có để cho nó gian dở được. Nên nhiều khi vậy vợ về thấy chưa có dọn kịp thì vợ nhảy vô, vợ la mắng. Hai bạn ăn cơm nhà hay ăn cơm tiệm? Dạ ăn cơm nhà cũng có, ăn cơm tiệm cũng có. Ai nấu cơm? Dạ có khi em nấu, có khi vợ em nấu. Cái xác suất ở nhà coi con là em nhiều hơn hay vợ em nhiều hơn? Dạ em nhiều hơn. Em nhiều hơn, dạ. Là vợ đi làm nhiều hơn hả? Em nói em làm cái việc riêng á, để em làm cho xong là việc riêng, đó là việc riêng gì? Ở nhà em làm việc gì? Dạ nhiều khi em bận coi kịch bản, hoặc là em đang tìm coi mấy cái thông tin trên mạng á, để mình tìm hiểu thêm. Có khi nào em chia sẻ thiệt với vợ là sao em nóng tính vậy, sao em không thể nhỏ nhẹ với anh? Có thể là mình ngồi mình tìm hiểu nguyên nhân, mình coi cái vợ mình có cái khúc mắc gì hay không chưa? Dạ có, nói hoài mà cũng vậy. Thực ra nó có cái vấn đề như thế này. Tuổi 23, 24, 25 ấy, mà cái tuổi này á, nếu đúng ra ta mà còn mà chưa lấy chồng á, là cái tuổi đẹp nhất của một đời người con gái. Ê, tự nhiên mình vướng vô ông chồng đúng không, rồi vướng thêm đứa con nữa. Nên đôi lúc là đi ra ngoài bạn bè của em ấy, thì có phải là bây giờ các bạn ấy cũng chưa lập gia đình nhiều đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Chỉ có em là hình như lấy chồng sớm hơn các bạn khác đúng chưa? Vì như vậy thì đôi lúc á, nó có nhiều lý do mà để cho vợ mình dễ dàng nổi giận, nổi quậu. Đi ra ngoài thấy người ta có cơ hội để chải chuốt rồi này kia, đúng không? Mình về tới nhà là không còn thời gian nữa, tập trung lo cho con rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi gặp ngay ông chồng, ông muốn làm cái việc của ông là phải xong cái việc của ông. Nên cái việc giận này nó có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên anh hỏi em xíu là cái đỉnh điểm mà vợ em giận nhất á, mà em phát hiện ra được hoặc là em nhìn thấy được thì cái cách hành xử của em thế nào với cái cách giận của vợ em? Dạ em năn nỉ. Em năn nỉ xong rồi em bỏ công việc em xuống em dọn dẹp. Dọn dẹp xong em lên năn nỉ tiếp. Khi mà vợ bạn cằn nhằn nổi nóng như vậy á thì cái cảm xúc của bạn như thế nào, và có bao giờ cái cảm xúc của bạn đẩy lên đến cực độ mà nó xảy ra một cái xung đột cãi vã to không? Dạ có, nhiều lúc vợ em cái tính như vậy là em rất là bực mình luôn. Bực mình tới nỗi mà em nhiều lúc em quay mặt đi chỗ khác em khóc luôn. Ồ. Em chịu không nổi nữa, em chịu không được. Có khi nào hai bạn mày tao với nhau không? Dạ có, cái đó hầu như là thường ngày luôn. Có khi nào có đánh nhau không? Dạ không, trước giờ cho dù nóng cỡ nào nóng nhưng mà không đánh nhau. Hai chồng gây lộn thì em chọn cách giải quyết là em đi chỗ khác. À, để cho Ngọc Linh chợ xin đó nói chuyện với bạn để cho rồi, nó gần gũi hơn. Cũng là lấy chồng sớm như nhau đó. À, cho Ngọc hỏi là nếu như mà những lúc mà bạn nổi nóng với chồng bạn á, thì sau cái lúc nổi nóng đó thì bạn có cái hối hận hay là có cái suy nghĩ gì không? Dạ có, nhiều khi em cũng muốn thay đổi cái tính đó của em, nhưng mà do cái cuộc sống xung quanh của em không có thay đổi được. Là em vừa muốn thay đổi là cái chuyện nó lại rành trước mắt em, là em lại phải nói. Tại vì thật ra Ngọc cũng là một người kết hôn sớm, và Ngọc không có được may mắn là hôn nhân của Ngọc nó cũng đã tan vỡ rồi. Thì Ngọc cũng có những cái chia sẻ rất là chân thành với bạn, đó là thật ra có những lúc mình sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Nhưng mà nếu như mà mình cứ nổi nóng hoài, cái chuyện gì mình cũng nổi nóng thì nó sẽ thành một cái thói quen. Thì sau đó thì chồng một lúc nào đó người ta sẽ, cái sức chịu đựng của họ nó sẽ ở một cái ngưỡng, và đến một lúc nào đó là họ sẽ không còn muốn nghe bạn nói nữa. Và lúc đó thì hôn nhân có khi nó sẽ rơi vào chiến tranh lạnh, không còn ai muốn nói chuyện với ai. Mà bạn thay vì mình cứ nóng giận rồi hai vợ chồng lại hụt hạt gây gỗ nhau, thì mình thử mình nhẹ nhàng lại với chồng. Mình chia sẻ quan điểm. Bạn có nghe cái câu là nước chảy đá mòn không?
thì từ từ, hôm nay không được, ngày mai sẽ được, ngày mai không được thì ngày mốt sẽ được. Thì Ngọc nghĩ là nếu như mà mình cứ nổi nóng hoài, mọi chuyện nó sẽ càng xấu đi. Thì thay vì vào đó mình nhẹ nhàng lại một chút, mình nói ngọt chồng, thì có khi hôn nhân của mình nó sẽ đỡ đi những cái cuộc cãi vã, nó sẽ đỡ căng thẳng hơn. Ở đây nghe qua nghe lại thì tôi thấy hai bạn còn quá trẻ đi. Những cái suy nghĩ của bạn thật sự đó là cũng còn thật, dùng cái từ thật sự là còn con nít. Nhưng mà may mắn là sao? Là chồng em là yêu thương em đó. Những cái cơn tâm bành của em mà thấy chồng em nói không? À, xin lỗi. Rồi vô làm việc xong ra lại xin lỗi. Nhưng mà giống như Ngọc nói rất là đúng. Đến một lúc nào đó tự nhiên á, bạn đừng có ỷ lại là cứ bạn nóng giận thì người ta sẽ xin lỗi đâu nha. Đến một lúc nào đó là bạn nóng giận rồi chồng bạn mặc kệ bạn luôn, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cho nên thay vì mình chờ đợi cái ngày đó thì mình nên tự kìm hãm mình lại, giống như Ngọc nói. Mình vẫn muốn chồng theo ý mình đó nhưng một cách khác. Anh mày thích đá banh đúng không? Mình phải lừa, mình đưa chồng mình vô trồng, mình suốt một cái là anh mới vô luôn. Chứ mà em mà cứ là fan em xả vậy, đến một ngày nào đó bị tẩu quả nhập ma bùng phát lên cái là em trở tay không kịp. Ngọc cũng có một vài lời khuyên dành cho bạn là bạn thật sự muốn vợ mình thay đổi không? Lớn tiếng với bạn nữa thì chính bản thân bạn cũng phải thay đổi. Ví dụ như là trước giờ mình cũng hơi bừa bộn, thì bây giờ mình chỉnh chu lại một chút xíu để cho cô vợ không có cái cơ hội để mà lớn tiếng với mình. Ngoài ra thì mình cũng nên thể hiện bản lĩnh đàn ông một chút xíu. Bởi vì bây giờ Ngọc thấy là trong gia đình cô vợ đang giống như là đang cầm cờ, thì bây giờ mình phải là một người đàn ông vững chắc bờ vai cho vợ con mình, để cô vợ cảm thấy là tôi thật sự có một người chồng chứ không phải là có thêm một người con trai lớn. Cho nên Ngọc nghĩ bạn nên nhìn vào những cái khuyết điểm của mình để thay đổi bản thân, để vợ chồng hòa hợp nhau hơn. Những lúc mà mình cảm thấy mình hụt hẫng nhất thì em có tìm đến ba mẹ, ông bà nội, bà ngoại để chia sẻ cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ cho mình không? Dạ không. À, như vậy anh nghĩ là không ổn lắm. Quan điểm của hai bạn này là coi như tự lập. Đúng rồi, người ta có ước mơ á, là giá như có những người thân bên cạnh, để những lúc mà vợ chồng có những sóng gió thì chúng ta có thể có được những cái người mà họ chèo lái thuyền tốt, họ giúp cho chúng ta, họ gỡ rối chúng ta. Và đến bây giờ anh là 40 rồi đúng không? Nhưng anh cảm nhận cái giá trị của gia đình hai bên á, nó quan trọng lắm. Và đôi lúc chúng ta đấu với nhau, nhưng mà chỉ cần ba mẹ lên tiếng thôi thì cái việc đó nó sẽ được dừng lại. Thực ra anh nghĩ là khi yêu nhau ấy, thì cũng đã biết nhau một ít rồi. Tuy nhiên là vì các bạn yêu nhau cũng chỉ một năm thôi, nó không phải là quá dài, nó để các bạn hiểu được tường tận nhau nhiều. Nhưng mà khi về rồi thì cuộc sống hôn nhân nó khác. Lúc này thì mình không còn là một cái kiểu là thích gì làm đó nữa. Thích đá banh là đúng, nhưng mà không phải lúc nào mình thích là mình làm. Có những lúc mình phải kiểm soát cái sự thích của mình lại. Bên này cũng vậy đúng không ạ? Yeah. Thì anh nghĩ rằng là chị Tường với Bảo Ngọc có nói rằng là cái việc mà nóng giận quá đó, thực ra là đàn ông chịu đựng được. Bởi vì bản thân tôi hay là các bạn nam khác thôi, khi gặp người vợ mà hiểu ngay là phụ nữ chỉ nói ruột để ngoài da thôi, chửi cho đã đi, xong rồi lát mệt cũng ngồi im mà. Đó, biết như vậy. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng gặp cái điều kiện tương tác tốt để chúng tôi chịu đựng cái điều đó. Yeah. Một lúc đó ra ngoài gặp những người khác mà họ ăn nói nhỏ nhẹ hơn, dịu dàng hơn, thì tôi nghĩ là nó sẽ không ổn lắm. Nhất là nghề của chồng bạn là nghề diễn viên tự do, anh ấy sẽ đi rất là nhiều đúng không ạ? Dạ, và đúng. Bạn khó kiểm soát được cái công việc cũng như là cái cách sống của anh ấy ở bên ngoài. Nên tôi nghĩ là tốt nhất mình buộc ở nhà trước, xong rồi khi ở nhà chặt rồi, khi ở nhà tốt rồi thì mình có thả ở đâu rồi người ta cũng quay về với mình. Và tôi nghĩ một chút kiểm soát cảm xúc của mình để mình bớt lại cái tính nóng giận. Ngược lại bên này thì cũng một chút kiểm soát lại cái sở thích của mình để làm sao mình dung hòa. Bởi vì hai bạn đều còn quá trẻ. Nhưng hồi nãy tôi có nói, quá trẻ không có nghĩa là nếu bạn ở ngoài đời thì không sao. Còn bạn đã có con rồi thì cái trẻ này nó trẻ về mặt tuổi thôi. Còn về trách nhiệm các bạn không còn trẻ nữa. Mà trách nhiệm các bạn cũng giống như tôi, như chị Tường, như Bảo Ngọc ở đây. Vì phải lo cho con, lo gia đình nữa. Thì đừng có cho mình trẻ, đừng cho mình bồng bột, đừng cho mình là ừ thôi bây giờ từ từ rồi mình cố gắng. Má mình già mình hết chơi, đừng có nghĩ vậy. Mà ngay bây giờ phải nghĩ mình già rồi. Phương Đông phải cố gắng lên nha, phải chứng minh cho vợ mình thấy rằng mình là một người đàn ông bản lĩnh, có là một bờ vai vững chắc cho vợ con dựa vào được. Như vậy từ từ cổ sẽ trở thành con mèo bên cạnh bạn. Còn hiện tại bây giờ bạn bèo nhèo quá cho nên cổ thành con cọp thôi, đúng không? Dạ đúng. Thật sự chị cảm nhận là có thể do tánh chồng của em là hơi nhõng nhẽo, hơi trẻ con, cho nên là càng ngày nó càng làm cho em trở nên quá quắt trong cái cách hành xử với chồng của mình. Nên em khao khát chồng em có thể mạnh mẽ hơn. Có đúng vậy không? Dạ, nhiều khi em cũng thấy em quá đáng lắm. Mà em muốn nhiều khi chồng em
thay đổi là em là cái vai trò đó chứ không phải em là người la mắng giống như vậy. Và em nghĩ nếu như một ngày nào đó ảnh thay đổi và ảnh là một cái trụ cột vững chắc, ảnh có những cái lập trường, những cái định hướng trong gia đình thì em có thay đổi không? Dạ có. Chắc chắn không? Dạ chắc chắn. Em có thử một lần em chia sẻ điều đó với anh đi. Nếu như anh như vậy thì em sẽ như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều khi hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau, thay đổi cũng thay đổi được nhưng mà cũng không thể nào hết được cái tính trẻ con. Nãy giờ ở đây các anh chị đều có chia sẻ cái quan điểm cho mình rồi. Cái vấn đề của hai bạn đây không có sao cả, không có gì quá lớn đâu. Tại vì đây là tuổi các bạn còn trẻ mà mình vào cái hôn nhân quá sớm. Các bạn chưa có những hành trang cho mình khi mà bước vào cái cuộc sống gia đình, cho nên đang còn gặp một chút trúc trắc với nhau thôi. Chỉ cần yêu thương nhau thật sự và luôn nghĩ đến đối phương, chỉ cần ngồi lại trò chuyện với nhau và tìm ra một cái cách giải quyết tốt nhất. Bây giờ thì Tường muốn là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho nhau biết là mình mong muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì. Anh muốn em đừng la anh nữa, đừng hay nổi giận với anh. Em muốn anh thay đổi, anh đừng có bạn bè ham chơi nhiều quá, dành thời gian cho em với con nhiều hơn. Tiếng cười mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cũng để em phải u buồn, từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta thường phải nói chia tay. Rồi hứa với nhau đi nào, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và hứa với nhau đi. Anh hứa với em, từ đây về sau anh sẽ có trách nhiệm hơn, anh sẽ bớt mê chơi lại để lo cho gia đình mình nhiều hơn. Em hứa em sẽ bớt lành, em sẽ nhẹ nhàng hơn, em không để anh buồn nữa. Cứ nắm chặt tay nhau như vậy thì anh nghĩ với tình yêu của hai bạn tuổi trẻ nữa là cái gì hai bạn cũng có thể vượt qua cả. Rồi còn một thiên thần bé nhỏ nữa, hãy cố gắng để gìn giữ và phát triển cái hạnh phúc gia đình cũng như là kinh tế của gia đình mình, để cho cái gia đình nó luôn luôn vững bền. Chúc mừng hai bạn nha, cố gắng nha. Kính thưa quý vị, và chương trình Góc Khuất Hôn Nhân do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Pinhouse thực hiện xin phép được tạm dừng tại đây. Nhớ nha quý vị, khung giờ rất quen thuộc 20:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chỉ cần uống một ly sữa cối, tại vì anh quan niệm như thế này trong cuộc sống, mình ăn uống cẩn thận vệ sinh là trên hết. Anh quan tâm chỉ là đúng, anh bắt chị uống một cái thứ mà mấy chục năm, giống như em đã từng bị mẹ bắt uống sữa mấy chục năm, em cũng rất là ngán. Đó là cái tình cảm của mẹ. Còn bây giờ em cứ mua, anh có cảm giác như là em mua đồ về mỗi ngày anh ra đường chắc ngàn bộ. Mỗi người có một cái cá tính riêng, một cái sở thích riêng, mà đôi lúc mình bắt đối phương phải theo cái ý của mình nó khó lắm. Cơ thể của chị và cơ thể của cháu thì chưa chắc.